Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 1. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 5 của phần Reading. Đây, của phần Reading của nội dung Skills này các bạn nha. Và cái bài tập số 5 ấy là một bài tập liên quan đến việc luyện nói của chúng ta. Và thầy cũng đã, hồi nãy trong video trước thầy đã hướng dẫn rất kỹ các bạn rồi. Bài tập số 5 này thầy đã chuẩn bị một bài viết rất là hay cho các bạn. Và mỗi cái phần các bạn học là thầy đều có chuẩn bị rất là công phu cho các bạn, để các bạn học tốt nhất. Và sau này cũng vậy, trước mỗi kỳ thi các bạn, thầy cũng có những cái video để hướng dẫn các bạn, ôn luyện cho các bạn, để các bạn làm tốt, để các bạn thi cho tốt ha. Rồi, bây giờ bài tập số 5 này là người ta đề nghị mình thế này: thảo luận với một đối tác, thảo luận với một người bạn cùng lớp của mình đó. Bạn sao? Bạn có vướng vào xung đột với cha mẹ của bạn không? Bạn có không? Và chia sẻ những trải nghiệm của bạn với đối tác của bạn. Câu hỏi này rất là thiết thực. Với tư cách là một học sinh lớp 11 rồi, cho đến thời điểm này thì chắc chắn chúng ta là không ít, không dưới một lần có cái sự không hài lòng, có cái sự không đồng ý, có sự không hiểu nhau vân vân với bố mẹ của mình. Chứ không thể nào mà lúc nào cũng êm xuôi, đúng các bạn. Vậy thì bây giờ thầy sẽ giúp các bạn thảo luận, trao đổi, nói chuyện những cái nội dung này. Cái nội dung này là một nội dung rất là mở và rất là hay. Và thầy cũng cố gắng hướng dẫn các bạn cách tiếp cận rất là hiện đại, và các bạn có thể luyện nói, luyện nghe rất là tốt. Đây, đây là một bài viết rất là gọn của thầy, và thầy cũng mong các bạn có một cái kiến thức và có cái cách tiếp cận rất là hay. Đây, đầu tiên á, thì các bạn có thể hỏi như trong sách, và các bạn cũng có thể nói theo một cái bài nói cũng được. Rồi các bạn có thể vừa hỏi vừa nói cũng được. Nhưng đây là những cái nội dung mà rất là hay, và các bạn có thể dùng để trả lời cho rất nhiều câu hỏi của các bạn. Và các bạn cũng có thể nói thành một cái bài luận cũng được. Đó, nó rất là đa dạng như vậy. Nó rất là cơ động. Rồi, đầu tiên. Nếu bất cứ ai nói rằng họ chẳng bao giờ xung đột với cha mẹ của họ, thì có lẽ họ đang nói dối. Đó các bạn thấy chưa? Đây là một câu rất là hay. Và chúng ta đã khởi đầu cho một cái bài, một cái chủ đề rất là thường xuyên như vậy. Đó, nếu bất cứ ai, bây giờ thầy giúp các bạn hiểu trước rồi sau đó thầy giúp các bạn luyện nói nha. Nếu bất cứ ai nói là họ chưa bao giờ xung đột với bố mẹ, chưa bao giờ không hiểu nhau, cãi quả nhau hay gì chẳng hạn thế, thì rất là khó đúng không? Dùng từ cãi quả thì hơi nặng, mà đại loại là không hiểu nhau, xung đột á, thì đương nhiên đến 17, 18 tuổi rồi thì ít nhiều cũng phải ít nhất một vài lần, đúng không các bạn? Dù có hòa thuận đến mấy, đúng không? Thậm chí đây, một những cái người mà dù có hạnh phúc hay là cái kiểu người mà ứng xử có tốt cho mấy, bình tĩnh nhất đi chăng nữa, thì cũng đã có nhiều cái xung đột với cha mẹ của họ. Đấy là cái câu kết luận ban đầu. Không phải kết luận mà câu giống như là câu để chúng ta chốt, để cho tất cả những ý phía dưới này chúng ta sẽ chứng minh cho cái điều nhận định của chúng ta. Nó không, gần như không phải là một trường hợp đó. Nó không phải là một cái trường hợp mà bạn làm một cái gì đó sai. Có nghĩa là dường như không phải là cái gì đó bạn làm sai, mà nó có thể chỉ là gì? Bạn và bố mẹ của bạn có những cái quan điểm khác nhau, có sự khác nhau về quan điểm này, về những cái chuyện nhất định, hoặc nó có thể mang bạn vào cái sự cãi quả với họ đó, và nó sẽ mang bạn vào cái sự cãi quả với bố mẹ. Có nghĩa là không nhất thiết ấy, không phải là chúng ta làm sai, không phải lúc nào chúng ta cũng làm sai, mà đơn giản có thể là bố mẹ và bạn có những cái quan điểm khác nhau đó, hay là những cái chuyện khác nhau, trên những chuyện khác nhau đó, có những quan điểm khác nhau trên một chuyện nhất định nào đó. Có nghĩa là có những cái quan sự khác nhau, có những quan điểm khác nhau, có sự khác nhau về quan điểm cũng được, hay là có sự khác nhau về, có sự quan điểm khác nhau, hay là có sự khác nhau về quan điểm cũng được, trên một chuyện nhất định, trên một vấn đề nhất định cũng được. Và chính cái điều đó nó đưa bạn đến cái sự cãi vã, đến cái sự xung đột với bố mẹ. Vì vậy sẽ rất là quan trọng rằng bạn cố gắng kết thúc này, có là bạn cố gắng kết thúc cái cuộc xung đột với cha mẹ của bạn nhanh nhất có thể. Kết thúc cuộc xung đột với cha mẹ của bạn nhanh nhất có thể. Tiếp tục này các bạn. Về góc độ bản thân tôi á, thì tôi rất là ghét xung đột. Bản thân thầy thế, thầy không thích với bất kỳ cái loại xung đột nào, thầy cũng đều không thích. Và tôi là một loại người có thể nói là sẽ xin lỗi với một ai đó, thậm chí là tôi biết rằng là sao, là họ sai,
Đó. Và chỉ đến khi cuối. Đó. Và sao các bạn? Chỉ đến cuối của bất kỳ cái cảm xúc tiêu cực nào giữa chúng tôi. Bạn chưa không? Có nghĩa là đến khi cuối là chúng tôi sẽ cố gắng làm sao kết thúc bất cứ những cái cảm xúc tiêu cực, cái cảm xúc xấu nào đó giữa chúng tôi. Có nghĩa là bản thân tôi là người luôn luôn đứng ra xin lỗi trước á, dù tôi có thể biết rằng thậm chí cái người đó là sai, và tôi sẽ cố gắng làm sao kết thúc bất cứ những cái cảm xúc tiêu cực nào, cảm xúc không tốt nào giữa chúng tôi. À, có nghĩa là tôi là người luôn luôn chủ động làm lành này, cố gắng xin lỗi này, luôn luôn hài hòa đó, ý là thế. Đây là những cái cách viết mà thầy đã học hỏi rất nhiều về cái người bản ngữ các bạn. Chứ mình không có viết theo kiểu người Việt chúng ta dịch sang tiếng Việt rồi viết, mà mình cố gắng mình dùng cái cách viết của người Anh á, người Mỹ cũng được. Đó, họ viết theo cái lối suy nghĩ của người Tây phương á, mình viết nó rất là hay. Và cái cách nếu các bạn học kênh của thầy á, từ các lớp trước cho đến bây giờ á, thì các bạn sẽ nhận thấy ra một điều như vậy. Tất cả cái phần luyện nói, luyện nghe, luyện đọc, luyện viết của thầy á, thầy đều tiếp cận dưới góc độ của người Anh, người Mỹ, những cái người bản địa người ta viết, người ta nói, chứ không phải là theo kiểu mà cái người Việt các bạn. Đương nhiên thì mình là người Việt nhưng có những lúc mình phát âm nó cũng không thể tròn 100% như người bản ngữ được, hay mình viết 100% như họ được, nhưng mình đạt được tầm khoảng 90% với họ là quá tốt rồi các bạn. Trên 90% là càng tốt hơn nữa, chứ không thể 100%, điều đó là điều không thể, bởi vì mình đâu ở một cái nơi của họ cả một đời của họ, đúng các bạn, đúng không? Do vậy chỉ cần trên 90% là quá tốt cho chúng ta rồi, là quá chuẩn, gần như là chúng ta giao tiếp hoàn thiện trên thế giới rồi. Rồi, bây giờ là sau đây là một vài cái thủ thuật đó, một vài cái mánh khoe, một cái mẹo để chúng ta giải quyết xung đột. Đó, sau đây là thầy đưa ra quan điểm của mình để chúng ta giải quyết xung đột. Chúng ta nghĩ một cách cẩn thận về những cái lý do tại sao bạn và bố mẹ của bạn đang cãi nhau, và đặt bản thân bạn vào cái địa vị của bố mẹ. Đó, có đặt mình vào trường hợp của bố mẹ và cố gắng nghĩ một cách công bằng về cái bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn là một bố mẹ, là một phụ huynh. Các bạn hình dung được chưa? Có nghĩa là mình trước hết về bản thân mình á, là mình phải đặt mình vào cái suy nghĩ của bố mẹ và cái hoàn cảnh của bố mẹ để có cách nhìn thông cảm hơn cái đã. Trước hết là như vậy, cách trước cái đã. Rồi sau đó là sao? Nếu bạn nhận ra rằng bạn đã làm một cái gì đó sai trái thì chắc chắn rồi, đừng quá sao các bạn, đừng quá kiêu ngạo, hoặc đừng quá thừa nhận, và hãy thừa nhận nó đi. Đừng quá kiêu ngạo, mà hãy để thừa nhận nó và xin lỗi, đúng không? Và đương nhiên phải tỏ rõ cái sự tôn trọng bố mẹ của bạn. Và thực ra thầy cũng muốn viết ở cái ý phía dưới nữa, nhưng mà thầy muốn mở rộng ra, thầy để ngỏ đó để các bạn có thể phát huy cái trí tưởng tượng các bạn. Đây là về phía của bản thân của chúng ta, là chúng ta là những người cầu tiến rồi, cầu thầy rồi. Nhưng về phía bản thân bố mẹ, nếu chúng ta cảm thấy bố mẹ sai trái, không đúng, thì mình cũng mạnh dạn đề ra suy nghĩ của mình, nói thẳng với bố mẹ về vấn đề đó, là thậm chí bố mẹ cũng phải xin lỗi con cái đó các bạn ạ, chứ không phải là một chiều đó các bạn nhá, nhớ như vậy. Nói chung phải rất là tế nhị, lịch sự và tôn trọng, nhưng cũng phải bảo vệ cái chân lý và bảo vệ cái đúng để cho có một cuộc sống tốt hơn giữa bố mẹ và con cái. Ok, rồi bây giờ thầy giúp các bạn phát âm nhá. Đây là phần luyện nói mà. Well, if anyone says that they have never had conflict with their parents, they are probably lying. Even the most calm, well-behaved, kind, or happy people are conflicts with their parents. It doesn't have to be a case that you done something wrong. It could just be that you and your parents have a difference of opinion on a certain matter, and it brings on into an argument with them. So it is important that you try to put in an end to conflict with parents as quickly as possible. Personally, I hate conflict of any sort. I am the kind of person who would apologize to someone even if I know they are in the wrong, just to end any bad feelings between us. Tips to resolve conflicts. Think carefully about why you and your parents are arguing. Put yourselves in their position
and try to fairly think about how you will feel if you were a parent, if you realize you have done something wrong. Don't be too proud to admit it and apologize. Apologize, show respect to your parents. Đó, rồi, như vậy là tất cả các nội dung của phần luyện đọc. Đây là bài tập số 5, chúng ta cũng đã làm xong. Và hy vọng các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn có những video tiếp theo. Chào các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.